trên chuyến bay ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, on behalf of Vietjet, four crew members would like to thank you for flying with us today. Thank you. Dưới nó có nguyên cánh cánh rừng đó là rừng gì ta biết không? Ở dưới đó, dưới đất à? Nguyên cánh rừng xanh đó, thấy không?
tra và cài chặt dây an toàn. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Thank you. Thưa quý khách, máy bay vừa cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ địa phương bây giờ là 14 giờ 40 phút với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 31 độ C. Quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn và không đứng lên mở hộp hành lý cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và tín hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và tránh bỏ quên hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Điện thoại di động và các thiết bị điện tử được phép sử dụng trong lúc này.